đã quay trở lại với kênh YouTube của mình thì trước mặt các bạn đây là quét min một đô running không ngày. Con quét này thì được rất nhiều các bạn đang hướng tới. À, đây, các bạn thể mở duy 2 đô Candy Chang kia các thí à, người Việt Nam con quét này nó ra vào khoảng 11 giờ tối ngày hôm qua. Hôm nay mình mới làm video cho các bạn thì hiện tại nó vẫn có thể là nói là chưa chạy đủ vòng. Nhưng mà cũng vẫn đang rút tiền và các bạn đang rút tiền và đầu tư một cách rất là bình thường. Con quét này thì min một đô với cho vòng 10 giờ và after 3 ngày bốn ngày. Thì thể loại quét này được kỳ vọng là giống như những con này Đây, đây, đây Và những cái bộ quét này Thì hiện tại những con này nó đang rút tiền một cách bình thường Mình đang rút hết về rồi đây Đây mình sẽ rút tiếp con Rick Holly này cho các bạn xem Ờ, à, hình như con Rick Holly này yếu rồi hay sao ấy Con này yếu rồi Nè Đấy, vẫn rút này thì, thì hiện tại thì nó đang được cho rằng là Giống tương tự Thì nếu như mà nó tí nữa mình sẽ vào mình sẽ phân tích từng thứ đây yếu rồi này BO không về là yếu 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 nhá. à, con con này thì không không phải thuộc dòng này đây con này bỏ ra con trà này con trà này vẫn về bình thường này đấy con này vẫn về bình thường coi chờ bình thường ok ở đây chúng ta sẽ bề ngoài thì chúng ta sẽ không nhìn quá nhiều ở trên con này chúng ta chỉ quan tâm một cái vòng bên trong lãi suất như thế nào Đây, mình sẽ đăng ký cho bạn xem đối với con này thì các bạn lưu ý rằng là bảo mật rất là quan trọng nếu như các bạn không muốn bị mất đích và không muốn bị hack mất tài khoản thì thế này thế kia thì bảo mật con này mình nhắc lại nhé dòng web này bạn cần phải bảo mật cực kỳ quan trọng là bảo vấn đề bảo mật à, đặt mật khẩu nó khó khó một chút à, làm một cái mail nào nó khác đi mới lại đi chút đừng sử dụng cái mail bản chất cũ không à. Ok, tạm thế đã còn những cái dòng này thì các bạn điền nhé những cái ví này nếu các bạn chơi. Nhưng đa phần những web này các bạn chỉ nên chơi BO và Perfect Money thôi, đừng chơi những cái dòng coin. Ok, xếp lại này. Ok, thank you những cái vớ vẩn ở bên ngoài lan tăn này cũng không cần quá quan tâm. Ok, nhìn thấy giao diện quen thuộc rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ ấn vào định đây. Phần này mới là phần chúng ta quan tâm Nhìn thấy những cái giao diện này quen thuộc Các bạn đã có thể bắt gặp ngay được nó với tương tự Như con web này Đấy, mình sẽ cho bạn xem 10 giờ Con web này hiện tại đã chạy đủ rồi Đây, 11%, 11% Ok, 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 ok Về cơ bản thì nó tương tự thôi nhưng mà dù sao thì chúng ta để mà cái việc mà để an toàn thì bước đầu tiên vẫn như công thức chơi hệt như con quét này Các bạn vào tạm mình một đô mà máu thì có thể chơi 10 đô cũng được Nhưng mà thôi cứ tạm một đô như thế này Các bạn nào xem kênh của mình nhiều thì vấn đề là chơi quét này nó rất là ok khi mà nó chạy được vài vòng liền Độ xác minh khá cao 520 Đấy, Các bạn đã nhìn thấy quét ok chưa thanh toán này. này tiếp tục đấy. Ở vòng đầu để tránh cho mọi thứ nó khó khăn, vất vả thì các bạn lên vào một đô như vậy. Đấy, một đô ấn tim luôn. Đấy, và một đô như vậy nhá, cho cho cái vòng đầu bắt đầu mình bắt đầu quay lại này. Đấy, mình sẽ chọn tiếp một cái after 3 ngày nữa. Mình sẽ chơi một cái after 3 ngày nữa để cho đấy vào vào thế này nó bạn mình nghĩ là vòng đầu lên thử hiện một đô như vậy và nếu như bạn nhiều tiền thì nên chọn một cái after 3 ngày nữa bởi vì có thể là con này nó sẽ chạy đến 7 ngày để hoặc là cũng có thể chạy qua được 3 ngày nếu như mà nó chạy được qua được hai vòng đầu thì cái cái khả năng chạy được đến 7 ngày của nó là có chứ không phải không có nhưng mà nó đây ở tip luôn hai đô thì nhưng mà nó cũng có thể là khả năng hắc hắc mất lịch rất là nguy hiểm đây các bạn nhìn nhau profit thì mình cũng có vừa rút tiền nó đây rồi đây này đấy mình rút đây đấy thì cái vòng đầu thì tương tự như con đấy mình cũng vào một đô sau đó là vòng tiếp theo mình đẩy mạnh lên thì cứ đẩy dần lên thôi mình chẳng nhớ đẩy khoảng 350 đô rồi đấy mình cũng đẩy đẩy dần lên thôi cũng không 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 quá nhiều hãy cứ đẩy lên thôi ok thì mình cập nhật qua thì những con này đang rút tiền con này bending thì hôm qua nó cũng bị bending nhưng mà À, sau một khoảng thời gian sau nó xử lý mình cũng biết là có xử lý nữa hay không con này hiện tại bên rồi rồi à, con này thì chưa đủ vòng à, cập nhật thêm con này nữa đây mình vào mình xem mình tiến hành rút tiền thử có đủ không ok mình đăng nhập đây tiền Ồ, oh, đã thành công, ok Tiền đã về, con này thì vẫn về này. Nhưng mà con này vẫn về nhé Thực ra con này thì Ừ Để đến tối mới biết được rồi Ok, con này thì thuộc dạy web chạy dài rồi em này em này là bộ những cái web mà min5 đô, đây bộ web min5 đô thì hiện tại bộ web min5 đô chỉ còn 4 con ừ, con này 0.04 mình không thể rút được tiền về, về em này nữa và em này nữa em tặng tiền thì mình không hi vọng lắm nhưng mà còn ba con này về cơ bản thì nó vẫn có thể rút được tiền bộ web min5 đô thì không được nhiều bạn đón chờ cho lắm các bạn không yêu quý lắm, lắm đây mình sẽ rút tiếp con này mấy con kia mình lại rút rồi đây 0.11 một này quét mini 5 đô thì các bạn không chơi nhiều cho lắm cái con quét mini 5 đô thì nó thường chạy khá xa hai mươi mấy ngày Nhưng mà anh em nãy của nó ah à, bending rồi <laughs> cuối cùng thì cũng bending các bạn là con này thế này đây các bạn nhìn ngày này, này chạy khá xa rồi không kỳ vọng nữa đây 16 ngày rồi thì còn kỳ vọng cái gì nữa đúng không các bạn thấy con này chạy 16 ngày rồi thì các bạn kỳ vọng điều gì nữa quá ấy mà lúc mình giới thiệu cho các bạn là lúc đấy là nó mới hai ngày thôi mới chạy hai ngày thôi thì bây giờ mình có thể tắt nó đi được rồi ok mãn nguyện rồi nhá còn về phía em này thì cứ đăng nhập vào ngày thôi còn là, con này thì cũng chờ thế thôi mấy con này thì còn lại con này thôi Ok. Bạn cảm nghĩ sao về cái quét này thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Cái quét này thì lấy về cá nhân mình khuyên thì các bạn có thể vào trước 1 đô ở vòng 10 giờ để mà có thể tiến đánh nó đều. Sau khi qua vòng 10 giờ được rồi thì thực ra nó cũng thực ra là thế này. Qua vòng 10 giờ thì đến chiều nay thì các bạn cũng có thể đánh cao được rồi, 10 đô tiếp theo à 1 đô vòng đầu tiên có thể 1 đô, 10 đô hoặc là 1 2 3 đô tùy tùy các bạn về cơ bản thì nó cũng giống con quét kia độ chớp giữa các kiểu nó cũng ok con này thì duy nhất duy nhất của nó nguy hiểm duy nhất của nó đó chính là bị hắc lick và các bạn vào quá nhiều ở trong vòng đầu quá nhiều ở đây là ý mình đang nói là đến 100 đô la là quá nhiều thì sẽ dễ dàng bị mất lick thôi đấy là điểm yếu duy nhất của con này còn con này thì có thể chạy bá đạo vãi trưởng có lúc nó có thể chạy đến 7 ngày nhưng có lúc nó chỉ chạy đến khoảng hơn 3 ngày thôi Uh, nhưng mà các bạn cần phải lưu ý những gì mình vừa nói. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Anh em đang chơi rất đều đấy.